kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ cháy 14 người tử vong ở Cầu Giấy. Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã có báo cáo ban đầu về diễn biến vụ cháy, công tác cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy nhà ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy là 14 người tử vong. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà ở gia đình và cho thuê để ở, địa chỉ số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận được tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố 114 điều động gần 50 cán bộ chiến sĩ, 7 xe chữa cháy, xe chở phương tiện thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo cục C07 Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, trưởng phòng PC07 và trưởng Công an quận Cầu Giấy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, chỉ huy công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hồi 0 giờ 55 phút ngày 24 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm này, đám cháy đã cháy rụi các phương tiện xe máy, xe đạp điện để tại khu vực sân. Phần khung thép, mái tôn che phần sân trước đã sập đổ. Đám cháy đang cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Tại thời điểm này, đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tung mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà, cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này. Đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị, cứu được 4 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà. Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày 24 tháng 5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm 14 người tử vong, 3 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Công an thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương sở tại để ổn định tình hình, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tùm bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m². Phần diện tích còn lại khoảng 55m² là sân trống bố trí để xe đạp điện. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy và được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở, tổng số 13 phòng cho thuê. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức. Hiện trường vụ cháy khiến 14 người tử vong. Thống kê ban đầu vụ cháy tại ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Như báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy và các chiến sĩ đến hiện trường. Do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, rộng chưa đến 2m, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe chữa cháy không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương đều là người ở trọ trong khu nhà trên. Bên ngoài, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này đang được điều tra.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng được giao điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng sớm ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tới hiện trường sáng sớm ngày 24 tháng 5 để chỉ đạo công tác khắc phục, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện trường vụ cháy lớn ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hũ, đoạn giữa cầu Chữ Y và Nguyễn Văn Cử thuộc phường 2. Một số người dân cố gắng chữa cháy, song những nỗ lực ban đầu bất thành. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang 4 đến 5 căn nhà gỗ, lợp mái tôn cạnh bên. Lửa kèm khói bùng lên dữ dội khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Bà Lan, sống gần hiện trường cho hay, thời điểm trên cả gia đình bà đang ăn cơm, nghe người dân la cháy, bà chạy đến tìm cách dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn. Bà Lan nói, đám cháy khiến cả xóm lo lắng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời cho hút nước từ dưới kênh để dập lửa. Đến 20 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, song khói vẫn bay ngút trời. Vụ cháy lớn ở quận 8, lời kể người trong cuộc và thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Kể từ khi ngọn lửa tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hũ bùng phát, hơn 1 giờ sau vụ cháy, cảnh sát chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa. Cụ thể, đến 22 giờ 30 ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phong tỏa, điều tra nguyên nhân và xịt nước làm mát tại hiện trường vụ cháy lớn trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển thuộc phường 2. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn trên lan sang chừng 3 căn nhà gỗ, lợp mái tôn bên cạnh và khiến cả khu phố náo loạn. Cảnh sát chữa cháy sau đó đến dập tắt hoàn toàn lúc 20 giờ 50. Bà Trương Kim Yến, người dân bị cháy 2 căn nhà cho biết, nghe tin nhà bị cháy, vợ chồng bà ở quận 7 vội chạy về nhưng chỉ kịp đưa được 3 chiếc xe ra ngoài. Anh Nghĩa, sống gần hiện trường cho biết, trước đây, người dân cũng đã có ý kiến về vấn đề phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo do một số căn nhà ven kênh chứa nhiều đủ gỗ. Nay, sự việc cũng chưa được giải quyết, dẫn đến sự cố trên. Một thanh niên thoát ra khỏi hỏa hoạn, thất thần bên đường nói, lửa cháy quá lớn, lửa cháy đỏ rực nên tôi chỉ ôm đồ rồi chạy. Đến giờ, tôi đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng để hiểu nguyên nhân và liệu nhà mình có bị thiệt hại gì không, anh nói. Đến 22 giờ 30, nhiều người dân còn tập trung trước con hẻm nơi hiện trường vụ cháy với tâm trạng lo lắng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào 19 giờ 40 phút, PC07 nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại con hẻm đường Phạm Thế Hiển nên đã điều động cảnh sát chữa cháy đến hiện trường. Đến 20 giờ 50, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy là 470m2. Cụ thể, cháy hoàn toàn 50m2, nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150m2, diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320m2, diện tích bãi vật liệu gỗ cũ nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Cảnh sát bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2, nhưng dãy nhà liền kề phía bên phải của nơi phát cháy đã cháy hoàn toàn, song không thiệt hại về người. Gần 20 người chung tay đẩy ô tô ra khỏi khu vực cháy. Trước đó, ngày 31 tháng 3, một vụ cháy đã xảy ra ở đường Tân Hương, phường Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khoảng 12 giờ, ngọn lửa bùng lên từ quán cà phê rộng khoảng 100m2 đang đóng cửa ở đường Tân Hương. Một số người dân thấy cháy, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song không thành. Đám cháy sau đó lan ra nhiều cục nóng máy lạnh, biểu hiện khiến lửa dữ dội, cột khói bốc lên cao cả chục mét. Thấy một ô tô đậu gần đấy sắp bị ngọn lửa tìm đến, gần 20 người dân xúm lại, đẩy ra khỏi khu vực đám cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú điều động xe và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng đã thiêu rụi nhiều bàn ghế, đồ đạc của quán. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!